Lời nói đầu tiên cho bên sinh viên Hùng Thắng gửi lời chào đến anh em trên cộng đồng mạng và lời chúc sức khỏe thân ái. Hôm nay bên Hùng Thắng có một số đồ quay lên chia sẻ và bán cho anh em. Anh em gần xa có nhu cầu xài thì liên hệ nha. Đây. Ở đây là quay mấy cái bộ bình nước ngọt nha anh em. Dùng mình thì nó là này là bộ bình nước ngọt, còn anh em dùng miền khác thì gọi là xương hàng. Đây, quay chia sẻ anh em mấy bộ bình nước ngọt của mấy nhân ma 3T và những cái loại khác. Và quay những cái đầy bãi anh em. Đầy bãi. Đây này thì được mua từ bên bãi về. Được lắp đặt vô nhiều các dòng máy. Nếu mà chịu chế thì nhiều các loại máy lắm, chứ không phải riêng biệt gì đúng một con đề thì của nó mới chạy được. Ở đây anh em thường chế theo ý thích, con nào mạnh thì chế theo. Bên mình nếu bán đồ về giá tiền hơi cao thì anh em chịu khó chị mà gửi cọc cho mình nha. Rồi dách nào, bên nào có dách nào có thu hộ được thì mình thu hộ. Còn anh em muốn chuyển khoản thì trong mấy cái tỉnh miền Tây mình á, chuyển khoản trước thì mình bao ship, còn mấy tỉnh miền Bắc thì mình không bao ship được, tại vì cái đó phí nó cao quá. Chỉ anh em mình thỏa thuận nghe về giá cả thôi. Đây quay tổng hợp anh em. Hôm nay chuyện tổng hợp mà chuyện sâu về mấy cái bình nước ngọt này chia sẻ cho anh em gần xa. Anh em nào sành sỏi biết rồi thì bỏ qua cho mình ha, còn những anh em nào chưa biết thì tham khảo. Bên mình có nhận làm hộp số đồng tua nghe anh em, để chạy cano anh em. Anh em cứ cần xài thì cái việc cầm cái máy lên gọi cho mình, anh em mình trao đổi với nhau và cách bàn bạc thỏa thuận giá tiền. Đừng ngại chi cuộc điện thoại anh em ơi, cần xài thì phải liên hệ gặp. Mình cũng xin thưa anh em ha, nói trước là tin nhắn mình không trả lời được anh em, lu bù tin nhắn nó cũng hơi khó. Mấy anh em đừng ngại cứ điện thoại, cứ điện vô, còn mấy bên mình sẽ gọi lại cho anh em tư vấn gọn gàng. Xài dòng vậy chứ tin nhắn viết lâu lắm. Thứ hai nữa, mình công chuyện nó bận bịu lắm, không có thể nào viết tin nhắn được hết chứ. Anh em có thông cảm. Này là bình xương hàng giấy nhiệt, này là bằng cái nóc qua lửa thương nha anh em. Xài cũng bền lắm. Cái bình xương hàng này bao gồm, bán cho anh em là bao gồm xương hàng với cái bộ chặn mặt nạ như Google này. Cái bộ này nè, 3T 63, 66, 68, 72, 74, 76, 78. Nói chung gì cái dòng ba cái máy mà nếu mà đem xuống thủy chạy thì bên mình đều có chế được ha anh em. Này đây cái bình 3T 76 nè anh em. Đó, này là 3T 68, này 3T 63. Bên mình có nhận làm nhông luôn nha anh em. Nhông số quá. Nhông số này cũng anh em nào đặt hàng theo đơn hàng thì mình nhận, mình đặt mấy anh em mấy bộ này. Bộ này sẽ im lắm. Vô rất là ok. Dòng này là mấy dòng đầu zin lấy gai anh em, gã máy lấy gai nha. Bên mình bán dễ lắm. Máy về giá cả thu thuận là mình gã bán hết. Theo dầu cũng theo dầu 3.4T là nhân ma 86 mình có bán luôn. 2003 có, 2005 có, theo Tết có, theo Ti có. Miễn anh em chọn giá cả là mình sẽ gã ra bán cho anh em. Ví dụ vậy một mớ nữa. Thấp kỳ lạc.
Anh mình mới về thêm khoảng 40 cái nắp glass thế này nè. Nhiều loại nè. Giá cả thô thượng thì sẽ gửi cho anh em. Nắp glass này để chăm chăm cho anh em. Chăm chăm nha, chưa ghê xuống sử dụng nước mặn một ngày nha. Đây. Quay cận cảnh cho anh em coi, trong cái đĩa là nó gì đấy. Khi về nó chạy xước mấp méo rồi khắc phục rồi lại. Với trường hợp đặc biệt là chưa xuống nước mặn. Chỉ nằm ở trên xưởng mình trưng bày và vào bán thôi. Chủ đề thì còn rất là nhiều. Cuối video cũng xin chúc anh em và bà con là chúc sức khỏe và cố gắng vượt qua dịch bệnh để làm ăn tiến triển hơn. Rồi chào anh em nha.